Hello hello, xin chào anh em, chúc em cả ngày vui vẻ. Hôm nay xin phép giới thiệu cho anh em một con game Dragonborn Chiến binh truyền thuyết. Rồi, của nhà phát hành F7 Rem nha anh em. Để mình coi đây là nó có free VIP 19-20 gì nè. Là sao nhờ? 7 ngày mỗi máy chủ đạt 18-19 trong vòng 7 ngày sẽ được tặng thưởng cái kiểu này ha. À, thì ra là như vậy. Đây anh em tải app F7 game. Xong anh em chỉ cần tải game thôi, Dragonborn Chiến binh truyền thuyết. Thì mình có để mô tả comment hết anh em. Cái này là free nè. Nó mỗi ngày thì anh em sẽ được giảm giá 648 coupon. Đấy, mỗi ngày thì sẽ được free, cái này là free, anh em mua sẽ trừ nào hết thì anh em nếu mà muốn hiến HP tiếp thì đâu đó tốn 35%, giảm 65%. Rồi đây cái gì đây? Đây có bán ngạc không? đây có bán ngạc rồi, có bán ngạc thì mình đi mua, mình test cho anh em cho nó dễ đó. Giá cao nhất hồi thôi, giá thấp nhất thì nhà nghèo bạn này nằm 1.000 mấy mà bán có đây nhiêu lượt chiến gì 1.500.000 hả? 1.500.000 hay ui cái gì còn 2.000.000 kim cương hả? Ghê vậy. Ồ ghê hả? Cái này thì nhiêu, cái này 1.700.000 lượt chiến luôn. Ồ cái này còn cái này bao nhiêu, cái này 20 mấy triệu lượt chiến luôn á hả? Bán bao nhiêu đây? 25 tệ. Ui 25 tệ ghê thiệt. Còn cái này cũng 20 mấy triệu lượt chiến luôn, cái này còn 80 mấy kim cương luôn, ghê vậy. Cái này có tướng nè, có Han Vegeta, có Goku Vegeta nữa kìa, có Broly nữa kìa. Ở gọi trên có tướng gì? Hay có Vegeta, có Goku G này, Goku Black nữa nè. À UG mình thấy cũng nhiều nè. Nhưng mà cái này ghê thiệt anh em ơi, cái này lên 11 sao hết mà, 12 sao hết nè. À, để mình kiếm cái gì mình review anh em ha. Cái này còn cái gì, còn nhiêu kim cương nữa? 9 triệu mấy kim cương hả? Ghê, ở đây VIP 18 luôn. Còn cái này là VIP 10... Ủa, VIP 19 hả? Sao thấy nó sai sai vậy? Để mình có hàng này coi. Hàng nào có nhiều đây, mình thấy hàng này đi, xong mình sẽ múc đi review cho anh em ha. Rồi. Ok. Xin chào mua hàng. 6 tệ anh em, khoảng 20k đi mua review cho anh em cho nó dễ dàng. Rồi. Ok, giờ mình đăng nhập mạng vô. Ok vô anh em ơi, đó tính mua hàng 25 tệ mà không có chi phí. Bữa mình mua xong mình bán xong mình tích được đâu đó 5 mấy tệ anh em, để dành review cho anh em. Mình có mời review á, xong rồi review anh em xem, anh em nhớ ủng hộ một like, đăng ký, anh em hứng thú có thể tải game về chơi để ủng hộ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok la, ủa còn đây nè, 1.700.000 mấy. Ủa còn cái này là về về nhà đúng rồi, đây này là điểm danh ngày 1, ngày 2, ngày 3, 4, ngày 5, ngày 6, 7, ngày 8 đúng không? Mỗi ngày là free 648 tệ đúng không? Ok la, thư tự nhận coi. Nhận hết này đúng không? Ui, được mảnh Broly, mảnh Goku với Vegeta nè. Không biết cái hàng này có những tướng gì anh em. Đây. Đây là mấy tướng hết hết, còn đây là UG nè. Mình thích là Goku S4 nè. Ghê đấy. Lưu 120, 140. Này 5 sao hả? Mới vô mặc định thì sẽ nhiêu 5 sao? Hình như là mặc định là 5 sao á anh em. Ồ, Quy Lão Kame nè. Ủa, Quy Lão Kame. Ủa, trong đây là cái gì? Nó sẽ ghi là cái gì đây? À, sách minh họa. À, cái này là Quy Lão Kame. À, đây anh em ơi. Uầy, review những vi tướng bên này ha. Cái này hình như là Barbie nè đúng không? Mình nhớ không làm là Barbie nè. Siêu Nhi. Siêu Nhi đúng rồi, Barbie á. Còn đây là anh Goku gì vậy? Ủa anh Goku, anh San, anh San Goku à. Cái gì? Gohan tương lai chứ đủ gì quải trưởng thiệt anh em. Trời ơi, Gohan tương lai gì mà đi hết rồi. Đi hết cánh tay rồi. Còn đây là Vegito Blue. Vegito siêu xanh. Đấy, biết ngay mà. Còn này là anh qua Gita Goshi à. À, tự ý thức quải cái chữ. Thấy cái đầu hồng hồng này.
này là Goku Black cái gì Goku chế độ gì đại tư tế ngộ không vãi chưởng thiệt. Đây là anh này là gì đây, siêu gia 4 ào về Vegeto siêu gia 4 ghê vậy. Còn đấy là anh Broly siêu gia 4 đúng không, Broly đúng rồi, siêu 4 nè. Trời ơi chuẩn. Anh Rija này là chế độ gì đây, vàng đen. Mà thấy đen không, nó vàng ấy á, thiệt chứ nhân vật phản diện giống như là bộ One Piece ha, nhưng hoàng phản diện mình thích nhất là gấu đen. Còn mình The Dragon Ball này mình thích là anh Fide quá dữ nè. Son Goku Frieza mới đúng, là Fide hay sai. Anh này là Frieza Rod nè đó, còn anh kia là Frieza vàng đen hả, anh hùng ngọc gồng gì Gula kim loại vàng. Ủa mình tưởng Frieza chứ, gọi anh này là ai đây, Ultra H anh hùng ngọc gồng là The Gabon Super. Còn cái này là ai đây, Kamba. Rồi anh này cũng không biết luôn, cái này cái gì cũng dễ, anh em bấm cái dịch cái là xong. Mà Mara đó, chơi khác ngôn ngữ xíu nhưng mà được free. Đây là Gohan, quái thú Gohan ghê vậy. Đây là anh gồng 7 viên hợp lại nè, gồng một gì, gồng siêu một sao là sao gì nữa, này là Omega này, gồng Omega nè là gồng siêu một sao. Ây da, hai vợ chồng Gohan nè anh em. Gì Tôn Ngô Phạm và Bidili. Giờ yeah, cái tên vãi trưởng thiệt. Này nè đó anh Goku à, anh Vegeta đây đó. Nhưng anh Vegeta kiêu ngạo lắm, ít khi hợp thể lắm anh em. Cái này Vegeta Blue à, à Goku Vegeta Blue. Còn này Gogeta Suya 4, còn cái này là Uncha. Chắc chắn là như vậy rồi. Tự do hoàn hảo, sức mạnh tâm trí tối thượng, ngộ không. À, đây là kiểu như mấy thằng thiên sứ đúng không? Quýt gọi này không biết nè, thằng quỷ diệt nè. Beard nè, đó, cho anh em xem nhiều. Nói chung là mình thấy cũng nhiều, nhiều tướng vãi trưởng luôn á anh em đây. Sao nãy giờ mình coi, ủa nãy giờ mình coi mới có mấy vị tướng hả? Nhiều chứ ạ. Có những nhân vật mình cũng khá thích từ nãy bây giờ mình có tới đây đúng không? Nè anh của Beard nè. Ôi rồi nhân vật này một nữ phản diện hả? Mà gọi anh này là anh gì nào quên luôn rồi. Chứ à Jigen đúng rồi, Jigen. Còn đây là để mình dịch coi. Kela. Anh mẹ Broly, hình như còn đứa em nữa, bả còn đứa em nữa, không biết có đứa em bả trong đây không? Hình như đây nè, em của bả nè. Đấy, em của bả nè, lực như Broly luôn anh em ơi. Ôi, nhiều tướng thiệt. Trời ơi, UG quá trời nhiều tướng luôn anh em. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 vị tướng anh em. Ủa? Trên UG còn có LG đó anh em. Ồ, vậy là 2, 4, 6, 7, 7 vị tướng LG. Ghê vậy. Ồ, ngầu quá nha, anh Barbie này ngầu nè. Anh Gohan này nhìn anh tội vãi thiệt luôn á. Cho anh thêm cánh tay được không? Vegito này ngầu, Vegeta này cũng ngầu. Rồi tới thần mình xem xong rồi mình xem. Đây là cái gì đây? Đây là à mình mua hả? Xong mình nhận hả? Hình như là mỗi ngày miễn phí nè đúng không? Là mình có thể mua đúng không? À không phải anh em ơi, cái này là tốn mà chứ không phải mình nghĩ là miễn phí à. Một ngày là free 648 tệ. Cái gói này mua không được hả ta, để mình thử mua cái gói khác đi. Hoặc có thể là tài khoản này hôm nay mua rồi xong mới bán cho mình. Đó bình thường là free 648 nè. Đúng rồi nè, đó anh em nè. Nó free nè, mình đâu có tốn đâu. Đấy, một ngày free 648 đấy, mỗi ngày là free được 650k kim cương. Hàng này còn 900 mấy ca. Đây là những cái gói thôi, còn tài nguyên thì mình không biết cái nào, cái dùng cái nào. Mình chỉ biết tướng thôi, tí rồi mình đi PK thử anh em. Còn đây là cấp độ VIP hả? Đúng rồi nè. Để coi VIP này hiện tại là này VIP 13 hả? Ủa 15. Hình như đây thì mình thấy là hình như đây shop VIP 13 hả?
22k VIP. Còn bảng xếp hạng thì sao? Hạng này hạng 57 hả? Hạng top 1 thì như nào? VIP 19. Wow, ngẫu vậy. Quy có tướng LG nè anh em. Quay ta đây cũng UG. Vậy này là UG ghê vậy. Quyết cũng UG. Này cũng UG vậy là có anh Gohan này LG luôn này ghê vậy. Nhưng mà anh Gohan nó 5 sao à. Còn mấy con kia là 11, 12, 13 sao rồi. Ghê vậy anh trai. Để coi bạn này coi. Ồ lại có LG nhưng mà 9 sao 10 sao. Ghê ta. LG luôn nha. Ghê yeah, anh em top 2 mà có cũng có con LG này. Đây con này LG nữa không? Có một con à. Top 3 thì sao? Top này là hạng gì ta để mình coi, coi hình như được chiến đúng không? À dược ải. Còn đây UG, UG, UG hết. Đây là nguyên team UG thôi. Nhưng mà thấy có con LG ngầu á. Bên đây cũng nguyên vàng UG thôi anh em. Đi khám phá chức năng đi rồi mình sẽ BK sau. Đây là những cái quà, còn đây là thẻ tháng hả? Có thể đây nè, những cái gói nạp hồi nãy mình mới xem nè. Rất là nhiều quà luôn. À cái này free này đúng không? Nhận tiền. Tiền này để vô shop này để mua hả? Anh này là anh Goku God nè. Này 3, 4, 5 Cụ tổ KO. Nhìn mặt cụ tổ KO hài thiệt. Hình như đứa em của cây pha nè, cây le thì phải. Mình nhớ vậy đó. Xưa cũng đam mê lắm anh em ơi. Canh mỗi tuần ra một tập để xem mà. Rồi bây giờ mình sẽ đi map đi. Có 36 rồi, sẽ đi BK thử anh em. Ủa, cái này là mình quýnh hả? Nè này quýnh nè đúng không? Ủa này sao nó tự đi luôn ta? Cái này là... Ờ đây 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 quýnh này. Đấy. Mới có level trăm mấy à. Đây anh Goku xe 4. Ảnh bánh nè. Tới ai đây? Tới cái nào đây? Anh xanh này, anh blue. Anh nào cũng có skill ghê anh em, với cái ảnh nó hành động ghê ha. Rồi đến Wagita này. Hình như anh Wagita đánh thường không á. Đến Goku Blue. Đến Goku God. Thường là anh em nghĩ cái đầu đỏ là Goku Get đúng không? Thật ra là Goku God. Hả à, này BK tiếp nè. Này là bỏ qua hay là gì à, bấm dịch cái ơi. Nói chung mình thấy cũng dễ. À, bỏ qua sự hình thành là hình như hành động như vậy. Đây kỹ năng của anh Shishia 4 nó mới vô cái là ảnh skill luôn, đủ nộ nữa là skill luôn anh em. Hình như là ảnh đường hồi nộ lên nè. Đó nữa cây nộ nè. Bên kia quýnh không nổi mà, quýnh mít không mà. Này đi map. Đó thấy không, mình đi lựa chọn là mình bay vô mình đi mua cái hạt để review cho anh em nó dễ hơn không, nó thay vì tự cài. À, gọi là nước đi quá ghê gớm mà cũng tính ra lâu rồi á, mình mới review được Dragon Ball đó anh em. Bình thường thì đa số là Naruto và One Piece ha, bây giờ thì mình mới review được Dragon Ball. Nãy anh em mình xem hết skill của mấy ảnh đúng không? Để tí coi mình coi còn tướng nào nữa không? Mang vô. Không còn thì mình đi review cái khác.
Ok, rồi, giờ về đi. Bây giờ đội hình đâu? Không phải, về. Đây, về. Hiện tại là có 4 vị tướng, 5 vị tướng đang chơi là UG hết. Còn đây nữa nè, có Nguku S4 nữa nè. Ồ, giờ muốn nâng cho ảnh thì tốn cái gì? Hai copy hả? Hai copy mới đủ đúng không? Nhưng mà mình mới chỉ có một copy thôi. Ở đây là một cái phôi mùi, đâu phôi 6 sao và một cái phôi 9 sao. Ồ, cũng như anh em mình biết thôi ha. Vẫn hai copy ha. Vậy là tính ra cái này cũng hơi quen quen đó. Anh em mình chơi chơi game gacha là cũng biết nâng cận nhiêu luôn rồi đó. Mà cái dàn tướng bên này khủng thiệt. Công nhận dàn tướng khủng anh em. Đây, quá xịn luôn á chứ. Mà không biết bây giờ sở hữu được ha. Mình thấy top 1 á mà chỉ có sở hữu được một vị tướng thôi. Một anh thì sở hữu của Hân, một anh thì sở hữu ai ta? Vegeta hả? Nhớ là vậy á. Mà chỉ có hai top, mình thấy là chết chỉ có hai top thôi là sở hữu thôi anh em, để coi nè. Cái top nào để mình coi, top nào tướng lực chiến đâu. Để mình coi coi. Đây, lực chiến đây anh em. 140 triệu. Ghê hả? Thứ 140 triệu. Đây, sở hữu ai rồi? Vẫn có một anh này thôi. Đấy, top 2. Top 2 nè. Nè, đó, anh Gohan. Top 3 là 60 mấy triệu, vẫn chưa có được anh LG nào ha. Ghê thì công nhận tướng LG bên đây hiếm ha. Mình cũng không biết cách lấy nó như nào. Thế mình coi hết coi. Goku bản năng vô cực này, Broly mang guitar, toàn tú G không. Cái này mình có 1 triệu 8 lượt chiến là hạng 52, còn top 1 người ta 140 mấy triệu, top 2 133 triệu, hai top này level 176 luôn, cạnh tranh chắc khét lẹt lắm rồi nè. Thôi mình đi coi sự kiện khác coi, này có sự kiện nào tiêu kim cương nhiều không. À, cái này là gì, free hả, để mình coi phải không vậy. Này là gì? À, nhận được hả, đăng nhập nhận được đúng không? Vậy là cho mình free luôn hả? Đã vậy. Ồ, nó nhập ngày 3 nhận được, ngày 4 nhận được anh em. Đã anh em. Này điểm danh hả? Này 17 rồi đúng không? À, nhận bù hả? Ok nè. Vé quay hả? Ồ. Hết. Ồ, tới đây là hết rồi đúng không? Ồ. Còn đây là cũng free luôn nè, lẫm. Đây là Gohan nhiệm vụ gì á. Còn đây là giá nè, bây giờ mình mua gói 60 thử thì sao? Thì có trừ gói 648 không? Vẫn trừ gói 648. À đâu. Không phải anh em ơi, vậy là mua được gói 648 thôi. Free mỗi ngày nhưng được gói 648 thôi. Hình như là vậy á, để mình đi coi coi, hình như là nếu mà gói đó không thể chia tách á thì sẽ không có mà nạp lẻ được nha. Nếu mà cái gói đó chia tách á thì sẽ nạp lẻ được. Ok, mình đã quay lại, hình như là nó không chia tách á anh em ơi, là anh em chỉ có thể là free được cái gói 648 mỗi ngày thôi, còn mấy cái gói khác là không được. Game một ngày anh em được free một gói 648. Anh em thấy cái gói 648 là ngon thì múc á, không thì mua bằng kim cương hả? Cộng không được. Vậy là mình thử mình mua gói này nè, đó, anh em mua gói 648 này nè. Nó là được free này thấy không? Là được một cái có sẵn á. Nó là một ngày được 600 mấy cái kim cương free. Đấy. Cái này hình như là bị VIP đúng không? Cái VIP đúng không? Huy chương chiến binh. Ok. Còn đây là các sự kiện khác. Triệu hồi hả? Triệu hồi ai đây? Ai đây? Ồ, SG. Ai đây? Ai đây? SG. The Gebula. Ai đây? Tiếp theo là ai đây? Lại là Vegeta nữa hả? Rồi, xong rồi. Tiếp ở đây là gì?
Ơi 200 vé mới được. Ui triệu hồi con rồng này, rồng này vũ trụ luôn. Ui con triệu hồi con rồng này ghê quá. Ồ ghê thiệt anh em. Quá dữ. Còn đây là cái gì đây? Mình chọn hả? Mình chọn quýt hay là Birch đây? Ồ cái này là có thể là dùng kim cương chiêu mộ được nè anh em. Ồ quay chúng có khi là 1 triệu kim cương nữa kìa. Ghê vậy. Ok, mình quay ra mảnh không à? Đấy, 80 lần là chắc chắn sẽ được BS nè. Tính ra mình vừa đủ luôn á. Quay ra 1 triệu kim cương nè cho ngầu cái ơi. Xíu. Đúng là quay được anh BS nè anh em. Ủa, 70 cái hả? Cho anh rồi. Thiếu 10 cái là phải 30 tệ, 30 tệ giảm 65% là đâu có khoảng 10 mười mấy tệ đó. Là 10 mấy tệ, 11 tệ đó. Là sẽ được. Ra là như vậy ha. Còn đây là đổi hả? Đá này cộng anh Gen đổi được Vegeta hoặc là anh Gen xịn hơn hoặc là anh Goku. Ra là như vậy. Có thể đổi được cái danh sách tướng UG để chọn luôn nè. Ghê thiệt, nhưng mà mình không có đá. Đây là kim cương với quà lì xì gì này. Rồi hôm nay xin phép với anh em mình sẽ giới thiệu tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ rất nhiều nha. Anh em thấy hay nhớ tải game gì ủng hộ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em.